Hello, xin chào tất cả mọi người đến với shop Beta HCM2 ha. Thì hôm nay em lên tiếp cái đợt cấp mới nha. Thì đợt cái hôm nay á, là rất là nhiều dòng nha anh em. Là đặc biệt là có sự góp mặt của thêm Corex Galaxy nha. Corex Galaxy hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Rồi cuối clip sẽ có Fancy Cooper và Red Fancy. Rồi Nemo Galaxy F1 Thái. Đó, rất là nhiều dòng ha. Thì con số 1 này là con Corex Galaxy nha anh em. Nhưng mà nó ra màu xanh đen, nhìn nó như trong một con Red Red vậy á. Thì bé này size tầm 3.5 cho tới 3.7 xăng, cá còn lên màu nữa ha. Thì từng mã số em bán một con ngoài ha, con bên trong chỉ để kè thôi. Và đặc biệt hôm nay là em re-ship toàn bộ cho anh em, nếu anh em mua một đơn cũng miễn ship luôn, có những con 100k luôn nha anh em. Đó, ví dụ như anh em mua con nào 100k cũng được miễn ship bình thường ha. Cá thì dao động size từ 3.5 cho tới 3.7 xăng đối với dòng coi Galaxy, là coi Red nói chung và coi Nemo anh em. Còn riêng những con Fancy á, anh em lưu ý giúp em ha, con Fancy thì nó sẽ nhỏ nha anh em, nó tầm 3 chấm thôi. Tại vì cái dòng này là phải chơi sớm, sớm hơn dòng coi. Đó, cái độ chơi nó sẽ sớm nên con cá nó sẽ nhỏ hơn nha anh em. Anh em nào chơi Red Fancy rồi sẽ biết. Tại vì ở đây là đa số anh em theo dõi kênh em là biết trước giờ là em chỉ làm dòng coi thôi, ít làm Red Fancy. Thì hiện nay em làm nên đa số khách hàng của em là dòng coi qua. Đó, nên anh em lưu ý nếu mà mua Red Fancy thì lưu ý ha. Còn ví dụ như những con coi này là 3.5 tới 3.7 xăng ăn lên ha anh em ha. Thì còn lên màu nữa nha anh em. Con số 2 này khá đẹp luôn, mảng xanh nhưng mà xanh kiểu xanh xám, độc lắm. Rồi bé số 3. Thì con số 3 này là con F1 Thái nha anh em. Thì con nào F1 Thái thì em nói F1 Thái thì cũng còn một vài con thôi. Đó, nên anh em nào mà có thích dùng F1 Thái thì có thể bắt. Đó. Thì con số 3 này là 150k ha. Thì con này mấy clip trước cũng có đăng rồi nhưng mà bị nói chung là anh khách anh chốt nhưng mà anh có bận công tác nên anh không nhận được chứ không gì hết, thì em đăng lại. Thì bé này là 150k đó. Thì clip trước thì con này là 150k nhưng mà không re ship cái đợt đó, thì con này cho nay 150k mà trong cái đợt này re ship thì rất là mềm ha. Rồi qua mã số 4 thì con này là Red Fancy nha anh em. Thì con này tầm 3.3.2 thôi ha anh em, quá trời cái bộ form anh em thấy ghê không? Nói chung là mặc dù thì bắt đầu chuyển qua làm thêm Red Fancy, trước đây em có làm rồi nhưng mà không có làm số lượng nhiều. Hôm nay bắt đầu sẽ làm số lượng để mà chia cho anh em. Sau này anh em mà cần sỉ thì em cũng có luôn ha. Thì sắp tới em cũng có giờ sỉ những cái dòng cá này, cá chuẩn bị lên số lượng lớn thì anh em nào sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Rồi, cái số 4 này 150k anh em ha. Thấy đánh giá cái bộ form ok ha, đuôi star. Star xanh nha anh em. Con này star xanh. Một hồi thì ở cuối clip sẽ có những con Sita trắng luôn nè, Sita hai lớp luôn đó. Rồi qua mã số 5 ha. Đến mã số 5 thì bé này là 250k. Thì con này size dao động là tầm 3.4 tới 3.5 xăng. Thì bé này là bé Corex Galaxy. Thì cái bộ này là cái bộ cái gen hồi xưa của em nè anh em. Đó, nhưng mà hôm nay bắt đầu mới lên lại ha. Mới lên lại. Hồi xưa thì bây giờ cũng chạy theo phong trào nên làm theo anh em là làm cái bộ Corex đỏ 7.b mà cái mảng tươi đó. Thì còn cái bộ này là bộ hồi xưa thì vẫn duy trì anh em đó, nhưng mà số lượng không có nhiều thì em thấy nó vẫn đẹp nha anh em, thấy nó rất là đẹp đó. Giờ cái bộ này thì em thấy cũng ít. Rồi thì mã số 5 này 250k ha. Anh em để ý nha, cái con này á vẫy nhuyễn li ti trên mình luôn ha, chứ không phải đơn giản đâu. Tay bơi cũng lên theo nè, tay bơi cũng hơi thôi chứ không phải lên, nó lên nữa tay bơi bên đây rất độc. Thì cái bộ này em làm á, cái tỷ lệ đạt rất là cao nha anh em đó. Và đặc biệt là anh em cần máy thì em có máy hết đầy đủ ha đó, anh em cứ liên hệ em sẽ gửi mẫu máy cho anh em ha đó. Hoặc là anh em nào mà tin tưởng thì em sẽ lựa máy cho anh em luôn, máy cực kỳ đẹp. Rồi mã số 6 thì Corex Galaxy luôn nha anh em. Thì con này là đỏ tươi. Đó, đuôi xì ta 7.bi. Đó. Màu đã full ha, 3.5 xăng. Nói chung là anh em mua cá thì đã ưng bé nào thì dừng lại một xíu ha để nghe em nói về kích thước cá ha. Đó, nói chung em có giới thiệu từng con cá cụ thể cho anh em để anh em biết nó là dòng gì, kích thước bao nhiêu. Đó. Tại vì làm một mình nhiều việc đó anh em nên không có ghép clip mà không có chỉnh clip kịp á anh em, nên em thông cảm. Để đúng ra thì nên em nên ghi luôn kích thước con cá ở trên video đó, nhưng mà là không có kịp đó, lật đật quay clip về up lên cho anh em thôi, đăng lên cho anh em nên không có kịp
ghi mã số ha. Ôi lộn, xin lỗi, không có ghi kích thước nên em thông cảm, anh em chịu khó nghe. Anh em mới mua cá thì chịu khó nghe em nói là kích thước bao nhiêu ha để mình biết. Rồi qua mã số 7 thì con này là con Corex Galaxy luôn nha anh em. Mà tông này là tông đỏ, đỏ tươi. Thì con này đuôi Sita ha, màu rất là độc ha. Đó, anh em thấy cái bộ này lâu lắm rồi mới lên lại nha anh em. Thì không tính là bỏ đây cái dòng này, nhưng mà thấy bỏ cái bộ này, nhưng mà tính thấy nó đẹp quá bỏ cũng tiếc. Đó. Thì nay lên lại. Thì nói chung anh em cũng là một con Corex á, nhưng mà anh em nhiều anh em á sẽ làm nhiều cái bộ màu khác nhau. Ví dụ như nếu mà anh em nào chuyên dòng fancy á nha. Đó, anh Red Fancy thôi. Đó, nhưng mà cũng là một con Red Fancy nhưng mà có nhiều bộ khác nhau lắm. Ví dụ như là Hellboy, Hellboy cũng nằm trong Red Fancy nha. Rồi có nhiều bộ xì ta xanh, có nhiều bộ xì ta trắng. Hoặc là có anh em làm xì ta xanh lá, xanh dương nữa, rất là nhiều. Thì con coi Red cũng vậy, nếu mà mình nghiên cứu sâu, làm sâu vô á thì nó cũng nhiều bộ màu lắm, chứ không phải đơn giản một bộ màu bình thường đâu. Cũng là Corex nhưng mà rất là nhiều bộ. Rồi ở đây số 8, cái con này là con Corex Cooper nha anh em, vảy nhuyễn. Đó, con này là 250k, con này là hàng đẹp luôn. Anh em chỉ cần nuôi thêm thì nó sẽ full bích cái màu ở ngay cái mỏ với cái ức ha. Nó 7 chấm bi rất là nhuyễn nha anh em, đuôi Sita. Con này thì 3.5 tới 3.7 xăng ha anh em. Và anh em lưu ý á, cái mùa này á, anh em á là mùa này là mùa chuyển trời. Đó, con người mình còn dễ bệnh nó chỉ là con cá, mặc dù con cá này rất là khỏe. Đó, thì em hướng dẫn anh em á, nếu mà mình nuôi á ở ngoài á thì mình nhớ cái mùa này là mình lượm lá bàng khô mình bỏ vô đậm cho em xíu. Đó, ví dụ như bình thường anh em bỏ muối hột đúng không? Đó, ví dụ như anh em bỏ một phần thì bữa nay anh em bỏ giúp em là gấp đôi đi. Đó. Rồi, hoặc là cỡ anh em theo dõi con cá thường xuyên hơn, thay nước thường xuyên hơn. Đó, cho ăn ít lại nha. Đó. Tránh gió máy mạnh quá là ha là được ha. Chứ mùa này thì gió con cá dễ bị túm với lại bị nắm thôi, chứ không gì thì phát hiện sớm thì làm chị cực kỳ dễ ha. Thì ở đây em nói để cho anh em nào mà mới chơi thì mình biết, mình lưu ý ha. Còn anh em nào mới chơi, ví dụ chưa biết thì có thể mua cá hay gì đó hỏi trực tiếp em hướng dẫn nếu mà con cá có gặp tình trạng gì. Còn cá đi thì em sẽ bảo hành khỏe mạnh cho tay anh em. Nếu mà con cá đi mà có vấn đề ha, thì em cũng bảo hành cho anh em luôn, sẽ không có để phần thiệt thòi cho anh em đâu, anh em yên tâm. Rồi mã số 9, mã số 9 nãy vừa qua thì con đó là con Hellboy nha anh em. Thì con đó chỉ có 100k thôi, không miễn ship luôn hả, rất là đẹp. Rồi con đó size tầm 3 chấm ha. Rồi con số 10, con này là con Corex nha anh em, lên tay bơi ha anh em, để ý không có cái dòng này là không phải là dòng Dumbo nên nó không phải là con nào cũng lên tay bơi. Lên tay bơi là chẳng qua là cái gen nó mạnh, con cá nó mạnh với lại cái gen tốt nên nó lên tay bơi thôi nha anh em, chứ không phải là nó lên tay bơi. Nên ví dụ như anh em á thấy con nào lên tay bơi là con đó là hàng hiếm đó, hàng hiếm chứ không phải là số nhiều, nên có thích thì anh em bắt nhanh ha, chứ nó không có nhiều đâu. Rồi bé này 250k, size tầm 3.3 cho tới 3.5 hả. Con này dưỡng lên còn bự nữa ha anh em, màu thì rất là ngon. Rồi cá em có những con cá mái cái bộ này luôn đó, nhưng mà khác bày, anh em thích thì kết bạn Zalo em gửi mẫu qua cho anh em, bộ màu anh em cực kỳ ưng luôn, giờ là ép thôi. Rồi qua mã số 1, bé này 200k. Đó, bé này là Corex Galaxy ha. Đó. Thì cái bộ này anh em, nói chung cái bộ này là em làm đây cách đây là cũng phải 2 đến 3 năm rồi. Đó, nhưng mà sau này thì anh em chạy theo cái bộ đỏ tươi. Em thấy cái bộ đỏ tươi á thì nó được cái là nó chấm bi. Thứ nhất, thứ hai, nhưng mà nó không có đa dạng màu sắc, em thấy nhìn nó khá là chán. Nhưng mà được cái là mình phải làm theo khách hàng, nói chung khách hàng thích cái gì, anh chị thích cái gì là mình phải làm theo, là mình làm gì kinh tế mà hả. Nhưng mà vẫn cái duy trì cái gen này nhưng mà làm số lượng ít. Và gần đây thì em thấy là cái bộ này nó quá đẹp đi nên em quyết định là em sẽ làm lại cái số lượng nhiều hơn cái bộ này hả, để lan tỏa cái bộ này cho anh em chơi. Rồi mã số 12 thì con này là 350k ha, anh em thấy không, màu rất là đẹp. Anh em để ý không phải tự nhiên con này 350k nha anh em, một kỳ trắng một kỳ đen. Cái thứ con này 3.5 tới 3.6 xăng luôn đuôi ha anh em, kích thước đây luôn đuôi. Cái thứ nhất, thứ hai tại sao nó 350 đuôi Sita. Cái thứ ba á là vẫy, anh em để ý nha, không phải bị nắm nha anh em, trên cái mảng đen của nó là không phải bị nắm mà lỡ là li ti vẫy Galaxy của nó nha anh em. Thì tại sao thì người ta gọi là con
gọi là coi Galaxy anh em. Galaxy có nghĩa là những cái thiên hà anh em. Thì những em thấy á, là thiên hà giống như là anh em nhìn lên trên trời á, thiên hà giống như là bầu trời đen anh em, có những cái đốm giống như ngôi sao vậy anh em hình dung vậy. Thì con này nó là màu đen và li ti đó, thì cái này mới gọi là chứng thiên hà luôn nè. Đó, con 13 cũng vậy. Thì con 13 này là con Coret. Coret 7 li ti luôn nha. Đó, con này mà lên tay bơi nữa thì thôi là hết ý luôn anh em. Cái tay bơi nó cũng nhẹ nhẹ thôi chứ không có lên nổi ha. Quá trời cái bộ này bị nó nhuyễn rồi. Nên bỏ đi rất là uổng nên em không có bỏ. Đó, vẫn làm. Thì con này là 400. Đó, nói chung là chất lượng thì phải đi đôi với ngân lượng anh em, nên anh em thích làm giống hoặc là chân hàng chất lượng thì có thể chọn những cái này, còn không thì mình có thể chọn những con kia ha, vẫn ok để anh em chơi rồi. Đó, hồi nếu anh em muốn làm giống hoặc là muốn chơi hàng VIP thì có thể chọn những cái này. Thì những cái con này ở trong bầy á, 1-2 bầy mới ra được một con, hai con hoặc là vài ba con thôi anh em. Nói giá là nó hơi cao đó, thì nó như vậy. Nếu mà anh em nào làm cá thì biết đó, chứ thì sẽ thấy tại sao nhiều khi anh em thấy là em lên nhiều cá đẹp đó, lại vì đó là cũng phải loại nhiều bầy mới có nhiều cá đẹp để cho em lên, chứ không phải là lúc nào làm bầy mà cũng ra nhiều con như vậy rồi con nào cũng cao là không có. Mình cũng phải loại dạt dữ lắm. Rồi qua mã tiếp theo, mã 14 ha. Bé này là bé Coret Cooper anh em. Con này thì như con heo con chà bá luôn nha. Con này phải 3.8 xăng ăn lên. Con này nó còn lên màu nữa nha anh em, 150k. Tại sao mà nó 150k mà nó chưa full màu mà em để em 150k? Thì con này rất là mềm. Cái thứ nhất á, anh em đừng có nhìn vô là thấy nó chưa đủ màu, nó không đẹp rồi anh em chê. Tại vì con này là form cực kỳ chuẩn nè. Dòng coi mà form như vậy là quá ok. Thứ nhất, thứ hai nó rất là dày cá, cứng cá lắm, nhìn cá ngoài rất đã. Cái thứ ba á, cái chuyện màu á, dòng coi là càng ngâm càng lên là bình thường. Tới khi mà con này full màu anh em là khoảng có 2 đến 3 tuần nữa, hoặc có thể là 3 tuần ăn lên, thì con cá nó phải là đạt từ 4 xăng ăn lên, rất là bự, rất là khổng lồ anh em, chơi đã luôn. Rồi mã số 15 thì con này cũng là F1 Thái nha anh em. Thì con này tầm 3.5 tới 3.6 xăng, nành vàng. Rất đẹp, một kỳ vàng, một kỳ đỏ. Thì nếu mà anh em nào xem xuyên suốt em khoảng 2 tuần nay, 2 đến 3 tuần nay thì anh em để ý á, những con cá F1 Thái á, nó thường có hai kỳ vàng lắm. Em không biết là cái do cái gen anh nó làm hay là như thế nào mà em thấy hai kỳ nó hai màu rất là lạ ha. Nói chung là bộ form này nó không bằng, chưa bằng cá mình rồi, tại vì mình cá mình lay, mình phối nhiều đời, mình cải thiện nhiều đời rồi nên nó sẽ chuẩn. Còn con cá Thái được cái màu rất là đậm, ví dụ vàng rất là đậm. Rồi qua mã 16, từ 16 tới 20 là những con fan red fancy và những con red fancy copper. Đây là con 16 anh em nhìn nè, con này là con fancy copper red nha. Nhưng mà bản chất cái con này á là nó 75 copper nha anh em. 75 copper và có 50 có 25% máu fancy trong đó ha. Chứ không phải là thuần copper đâu. Nên muốn ra con cá đẹp là mình phải biết phối nha anh em. Rồi cái đời này thì hôm qua hôm kia thì em có lên clip rồi, em có chia sẻ. À thì cái con red này á, những cái con red này anh em lưu ý nha, từ 16 cho tới 20 là size nó nhỏ hơn, nó tầm 3.2 thôi luôn đuôi. Cá thì nó tầm 3 tháng thôi anh em, 2,5 tới 3 tháng thôi. Cái dòng này là chơi sớm ha, nên anh em nào mà thích cá bự thì sẽ không thích những cái dòng này. Dòng này chỉ là chơi chất lượng và chơi kiểu như là đúng chất, gọi là chơi kiển luôn anh em, kiểu vậy đó. Thì nếu mà nói về size á thì anh em cũng lưu ý là giá trị con cá nó không phải nằm ở kích thước con cá. Tuy nhiên là đối với con coi thì em cũng để cho anh em bự một xíu mới giao cho anh em đó. Thì ít thì nãy mấy cái nhỏ, còn riêng cái dòng fancy này là nó nhỏ anh em, nếu mà thúc nó bự quá thì nó sẽ bể form rất là xấu. Dòng này là dòng chơi form với chơi xì ta thôi đó, nên không có dám thúc bự ha, anh em thông cảm. Rồi con mã số 17, con này thì cái bản đuôi xì ta rất là bự nha anh em, nó đều lắm. Nó kè ngu bị ngắn ngáo vậy đó. Vô đây nó vậy đó ha. Còn anh em có hồ kiến thì nó kè đầm là bình thường. Rồi con mã số 18 ha. Con mã số 18 này thì con này là xì ta hai lớp nha, xì ta lưng, xì ta đuôi, xì ta hậu luôn.
đó, hai lớp xanh rồi trắng đó. Thì cái bột khoai này ok, ba ok cho anh em ha, ba chấm thôi anh em, ba chấm thôi, ba sang thôi đó. Thì cái con này á, thì em thấy á, em còn nhớ rất là rõ những anh làm chiên rét lên si á, khoảng 2 năm trước thì đụng vô một con như vậy, đúng y chang như vậy luôn nè, thì là khoảng tầm 2 triệu anh em. Nếu mà anh em chơi rét lên si nào mà 2 năm trước thì anh em vô bình luận coi có, nếu mà em nói đúng thì vô bình luận giúp em ha, tầm 2 triệu. Thì bây giờ á, giá thì cũng nhiều anh em làm rồi nên giá nó sẽ bị giảm xuống ha. Tuy nhiên đây là cũng là những con hàng độc đẹp trong bầy chứ không rất là tiện, rất là khó ra trong bầy, và có khi là hai bầy mới ra con vậy. Người ta phải làm cái dòng này phải làm số lượng thì mới ra được những con tiễn chọn anh em. Thì hôm nay em cũng lên những con tiễn VIP cho anh em đó, đó. Nên anh em thích thì có thể chọn những con này về, em thấy làm giống là khá là ok rồi ha. Thì sắp tới em sẽ lên một cái clip riêng về cái dòng Red Fancy, để cho những anh em nào mà tính đồ về Red Fancy thì mình vô mình chọn luôn ha. Đó, tại vì nhiều khi anh em không có để em không có thấy em làm cái dòng này thừa đó giờ nên anh em không biết đó. Nên em sẽ làm riêng một clip cho những anh em nào mà chuyên chơi Red Fancy thì anh em chọn. Rồi mà mã số 19, con này xì ta lưng xì tui nha anh em. Thì nhìn về con 19 này, cái bột form thì có thể nó đẹp hơn con 18. Tuy nhiên là em thấy là con 18 cái xì ta đẹp quá, đó xì ta nó dày. Con này thì xì ta nó mỏng hơn, đó, con này cũng hai lớp rất là đẹp nha anh em. Anh em để ý nha, mấy cái con này là cái bộ đầu là bao ok cho anh em nha. Cá này là em làm cái kiểu mà thường á, anh em làm rất là si khác á, là anh em để ý á, là cái body á, cái đỏ cái mình nó ngắn nha. Và nó ngắn, còn cái bộ của em là em làm cái mình nó dài nha anh em. Mình dài nhưng mà đầu không gãy nha anh em. Đó, cái đó cũng là một cái quan trọng nha anh em. Thường là mình cái đầu mình dài, cái đầu thường gãy á. Rồi mã số 20 thì con này là 250k. Xì ta xanh ha, lưng đuôi luôn. Rồi, em cũng chúc anh em xem video vui vẻ ha. Rồi cảm ơn em đã ủng hộ em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.